Xin chào tất cả anh chị em. Hôm nay thì đã sắp Tết rồi anh chị em ạ. Ngày mai 22 rồi, ngày kia 23 là cũng gần kết thúc của năm 2022 rồi. Trong 2 năm gần đây thì thực sự là có rất nhiều các cái sự kiện diễn ra trên thế giới phải không ạ? Từ năm Covid-19 25 và thị trường thì có rất nhiều cái mô hình ở nhà đầu tư mới chúng ta mới tham gia, và cũng có rất nhiều các cái công ty gọi vốn. Nói chung là với cái tình hình mà kinh tế 4.0 hiện nay thì thực sự là có rất nhiều cái mô hình kiếm tiền khác nhau. Nhưng mà tổng kết đúc kết lại thì hôm nay Tiến muốn chia sẻ cho anh chị em mấy cái vấn đề, mấy vấn đề suy nghĩ của Tiến thôi. Còn thì anh chị em nào mà chúng ta rảnh thì, hoặc là chúng ta quan tâm đến những cái chia sẻ của Tiến thì có thể anh chị em xem hết video. Đấy, còn những anh chị em nào không quan tâm thì mình không cần thiết, phải không ạ? Mình Tiến muốn nói, muốn chia sẻ cho anh chị em những cái gì Tiến đã qua và Tiến vẫn đang theo đuổi nó. Thực sự là với một người hoặc những anh chị em nào mà mới tham gia vào thị trường online ấy, thị trường đầu tư 4.0 thì nó rất là quan trọng anh chị em ạ. Bởi vì là Tiến đã tham gia cái thị trường online này cũng khá là lâu rồi. Cũng đã chia sẻ cho anh chị em rất là nhiều rồi. Cách đây cũng phải đến hàng chục năm, thì lúc đó là khi đó thì Tiến vẫn trong bộ đội thôi, thì bộ đội thì trong đơn vị thôi. Mình thì lúc đó cũng mới sử dụng Facebook thôi. Facebook thực ra là mình cũng vào cũng chẳng để làm gì, chẳng nói chuyện với ai cả, cùng nắm nhắn tin về gia đình, nói chuyện với gia đình thôi. Nhưng mà lúc đó thời điểm gia đình thì vợ lại đang đi làm online nhiều lắm, bán hàng hết cái này cái kia, bán sản phẩm. Bán bảo hiểm anh chị em ạ. Thế năm cách đây khoảng 8 đến chục năm ngày, anh chị em lý nó có rất nhiều các cái kênh. Ví dụ nếu anh em lý nè, để xem những cái thời điểm đó Tiến tham gia vào nè. Thứ nhất là bởi vì là khi vợ mình tham gia thì mình cũng gọi là trong bộ đội thì mình chẳng giúp được gì đâu, thì mình cũng đăng bài mình chia sẻ, hoặc mình thỉnh thoảng mình vào xem những cái kênh đạo trong Zoom hoặc là trên cái Livestream, trong cái nhóm kín ở trong Facebook ấy. Đấy, những thời điểm đó cái hình chục năm rồi đã thấy rồi. Đấy, như là nhà Amway, thời kỳ Amway rồi Nô Hội này, Thiên Ngọc Minh Uy này, đến thời kỳ đấy Tiến đã biết những thời điểm đó đấy. Rồi thì Oriflame này, Diệp Lục Collagen này, Cốc Nguyệt San này, cái gì mà nó có cái đầu tư tiền và xong là Fortune này, nhiều lắm anh chị em ạ. Coi rồi những cái đồng coi mà người ta chia sẻ xong bắt đầu là người ta được nhận hoa hồng ấy. Ví dụ như Tiến chia sẻ cho anh chị em mua một cái đồng coi nào đó xong là Tiến cũng được cộng coi nhé. Ví dụ như mua 1.000 đô là Tiến được 500 đô, là bằng tiền coi thôi. Những thời điểm đấy thì 2015, 2016, 2017 nhưng nó nhiều dự án lắm, xong có rất nhiều ca trào, nó rất nhiều cái mô hình đầu tư khác nhau, về đầu tư về forex này, đầu tư về ngoại hối này, MT4 này, BO này, nhiều lắm, nhiều mô hình lắm anh chị em ạ. Cổ phần doanh nghiệp này, cổ phần doanh nghiệp ở Việt Nam nhé, cổ phần doanh nghiệp Việt Nam chắc có rất nhiều anh chị em nào mà nếu có duyên nghe video này thì chắc cũng không thể quên được là Gold Time phải không? Hay Gold Game phải không ạ? Hiện nay thì có mỗi ông Mai Len là ông còn tồn tại, sống ở cái 4-5 năm nay thì ông sống thôi, em còn chưa biết là như thế nào. Đó. Thì tôi nghĩ là cái tập đoàn của Mai Len thì nó chắc cũng sẽ ok, cũng ổn thôi. Đấy. Và nhiều lắm, tính sâu chuỗi nhiều hội lắm. Thì những công ty còn lại, sót lại hiện nay trên thị trường là sau mấy năm ở đây thì vẫn có Crown đang hoạt động này, Skyway này, Solar Group này, Weather này, Diju này. Đấy.
Còn mấy ông cổ phần cổ phiếu mà xuất phát từ Mỹ đấy, từ Mỹ, công ty Mỹ rồi thì giấy phép kinh doanh các thứ, nói chung là dùng toàn người. Những cái ảo trang web đấy thì thực ra tiếng cũng tham gia nhiều mô hình lắm rồi đấy anh chị ạ. Bởi vì sao? Bởi vì là lúc thời điểm đó là mình cũng đi muốn tham gia kiếm tiền, cơ hội kiếm tiền mà. Sau gần đây 10 năm 2010 gì? Cuối 28, cuối 28 thì nguyên năm 2018 thì cái thời gian đó thì lại Tiến dành một thời gian rất nhiều cho nghiên cứu về sách vở, đọc các cái cuốn sách về đầu tư. Đấy, mà về bất động sản, về đầu tư thực dụng đọc thì mình không đọc mang tính chất là nghiên cứu nhiều sâu, nhưng mình đọc đọc cuốn này cuốn kia là nó có cái kiến thức, bởi vì nó liên quan đến làm giàu nhá. Nó liên quan đến làm giàu, nó sâu chuỗi lại với nhau, là cái kiến thức nó sâu chuỗi kể cả bên động bất động sản này, hay là bên cái cuốn dạy con làm giàu, hay là về những cái trí tuệ của người Do Thái, hay là cái gì vua Salomon ấy, hay nghĩ lớn làm lớn, hay nghĩ giàu làm giàu. Nói chung là những cái cuốn đấy thì cơ bản là nó tựu chung lại, nó những cái cuốn sách gốc thì về đồng với liên quan làm giàu mà. Thì làm giàu thì chắc chắn là nó chỉ có một vài hình thức thôi. Thế nhưng mà hiện nay làm online thì nó có những thêm hình thức làm online, bán hàng online. Nhưng mà bán hàng online anh chị em không không đi đầu, không có sản phẩm đầu. Anh chị em chỉ mang tính chất là kiếm tiền thêm thôi. Kiếm tiền thêm là tháng anh chị em được khoảng độ cứ làm tốt là 1-20 triệu chẳng hạn. Hoặc những cái đầu mối là to thì anh chị em một tháng được 50 triệu, lớn nữa thì 100 triệu. Còn cực lớn thì nó là tính tiền tỷ, thậm chí là có 1 tỷ, 1-2 tỷ hàng ngày được có đấy, hàng online đấy. Nhưng đó những cái người ví dụ như người ta có cái cái cộng đồng lớn, ví dụ như hiện nay như là Lộc Phu Hồ hả, Huấn Hoa Hồng, hay là một số cái đấy, người ta có cộng đồng lớn thì người ta khi mà có cộng đồng lớn thì người ta bán hàng được nhiều, và người ta thuê cái nhà quảng cáo, và thậm chí là người ta đại diện thương hiệu, thì người ta có thể kiếm đến 500 triệu đến 1 tỷ, thậm chí 2 tỷ một ngày, một ngày chứ không phải là tháng chứ ạ. Đấy, nó kinh doanh nhau mạng nó ghê gớm như vậy. Như vậy là anh chị em nói như thế để anh chị em biết rằng là chúng ta đang xuất phát ở đâu, chúng ta đang ở điểm nào. Hôm nay Tiến nằm thì nói thôi, không ngồi, nên là trời thời tiết nóng lạnh thì cũng nói chuyện dân dã dân sự với nhau thôi không ạ. Cái quan trọng là anh chị em nghe và có nghe được không thôi, và nghe như thế nào. Và đây là những cái chia sẻ thực sự là trải lòng của Tiến cho anh chị em biết, bởi vì là đây là những cái Tiến đã qua. Những cái công việc Tiến đã qua và chia sẻ với anh chị em đấy, thì khi mà Tiến tham gia đọc sách thì thực sự anh chị em là tất cả những người giàu trên thế giới, tại sao là tất cả người giàu mà với hiện tại hay tương lai thì nó vẫn là như nhau cả thôi. Cái mô hình kinh doanh thì người giàu nó xuất hiện từ cái đầu tư về cổ phần doanh nghiệp, đầu tư về bất động sản, hay là thành lập doanh nghiệp, ba cái đấy là cơ bản. Còn hiện nay thì nó là một cái xây dựng một cái mạng lưới online, thì nó là thứ nhất là kinh doanh online đấy. Xây dựng mạng lưới online là kinh doanh online đấy, thì có rất nhiều người giàu, phải không ạ? Người giàu cực cực khủng luôn anh chị ạ, người ta số tiền lớn lắm. Mà thứ ba là cái đầu tư về hiện nay có thể mấy cái thị trường, một thị trường chứng khoán, nó thêm một cái thị trường mới nó trong trong vòng 10 năm nay, nó có thị trường crypto, tức là thị trường tiền điện tử ấy, crypto đấy. Thực ra Tiến cũng chưa bao giờ Tiến tin tưởng vào cái thị trường crypto là nhiều, bởi vì này, thực tế là nếu mà liên quan đến tiền tiền điện tử và kinh tế thì nó chỉ mang tới tương lai. Tiến nghĩ tương lai có thể nó có một cái đồng tiền chung, nhưng mà để có thực sự có một đồng tiền chung mà giao thông ở trên thế giới thì nó có rất là khó, bởi vì nó liên quan đấy các nó liên quan đến các nền kinh tế nó đấu tranh khác nhau, như châu Âu, châu Á hoặc các khối liên minh nó đấu tranh với nhau, thằng nào cũng muốn nhất, thằng nào cũng muốn nhì, không? Thằng nào cũng muốn bao trùm. Như vậy là để thống nhất được một đồng nó rất là khó, bởi vì nó cạnh tranh với kinh tế mà đấy. Và Tiến chỉ đi có thể tin tưởng nhất là thị trường crypto nó sẽ có một cái đồng tiền sử dụng trong ngành thôi. Ví dụ có thể ví dụ đồng USD hoặc là USDT hoặc đồng nào nó đồng chung thôi, chứ còn nếu đồng mang tính chất giá trị như lên xuống như là đồng Bitcoin hay đồng Ethereum hay đồng gì đó, nó lên kinh khủng xong lại xuống giảm kinh khủng, thì thực ra đó là những cái mà những cái quỹ tài chính hoặc những cái sân chơi của thế giới mà tài phiệt thôi, nó thẳng là giới tài phiệt hoặc là giới mafia thôi, để nó rửa tiền thì nó đúng hơn đấy. Còn về tiền điện tử thì nó chỉ mang tính chất là ngành
ngành thì nó phụ, nó hỗ trợ phù hợp cho việc giao dịch thôi, chứ nó không có giá trị như là một loại tài sản đích thực. Nói về tài sản số thì nó thực sự là tài sản số thì thôi cái đấy thì mình thực sự không nói, nhưng mà nói thẳng là đến khi anh chị em đọc và cuốn sách, những các cuốn sách thì anh chị em cũng không tin lắm, không tin lắm thì nó và tin theo một cái chiều hướng khác, phải không? Và đúc kết lại cái mấy cái năm gần đây thì anh chị em thấy rằng tại sao thì muốn chia sẻ cho anh chị em những cái doanh nghiệp, những cái doanh nghiệp, những cái công ty và tập trung vào đầu tư cổ phần doanh nghiệp. Cái lý do đầu tư cổ phần doanh nghiệp thì thực sự ở trong những cái cuốn sách về dạy con làm giàu cũng như là về cái cuốn về suy nghĩ và làm giàu của Napoleon Hill ấy, hay là những cuốn về đọc về cứ liên quan đến cổ phần doanh nghiệp và chứng khoán hay bất động sản thì anh chị em thấy rằng là chúng ta muốn giàu có được thì chúng ta phải xây dựng cho mình một cái nền tảng kiến thức, nền tảng kiến thức cũng như là cái sự hiểu biết về tài sản để chúng ta biết. Ở những thời gian gần đây anh chị em thấy là cái thị trường là có rất nhiều các cái mô hình mà nó liên quan đến tiền điện tử, ví dụ như là NFT. Thực sự anh chị em là NFT thì nó cũng chỉ như là một đồng coin thôi, nó cũng như là cái dạng như vậy thôi, nó cũng có cái xu hướng của nó cái trào lưu, mà trào lưu thì nó chắc chắn nó có xuất hiện một thời gian nhất định thôi, nhưng nó không phải là cái gì đó nó trường kỳ. Nó là một cái có thể chúng ta dùng với một số vốn nhỏ mà không ảnh hưởng gì, mà khi mất ấy cho đầu cơ nó, để đầu cơ hoặc là theo phong trào khi nó lên tăng giá chúng ta bán thì được, nhưng nó không an toàn anh chị em ạ. Đấy, nó không an toàn đâu. Thực ra Tiến ở đây thì Tiến không phải là người là như thế nào mà để nói chuyện để mà dạy anh chị em, nhưng đây là cái góc nhìn cá nhân của Tiến thôi nhé. Còn anh chị em nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi, đó là tùy trình độ kiến thức của mọi người, không ạ? Thì Tiến cứ làm video chơi chơi vậy thôi, thì anh chị em nào mà nghe thì nghe thôi. Đấy, nói về những cái đồng NFT hiện nay có rất nhiều cái dự án liên quan đến NFT mà nếu như không cẩn thận anh chị em sẽ là nhà cung cấp thanh khoản cho. Đấy, tức là họ sử dụng công nghệ, họ lấy tiền của mình, bản chất là cái trò chơi thôi chứ không phải là một loại tài sản. Ví dụ bây giờ cho anh chị em cái NFT về một cái gì đó, và nếu như không có người mua thì anh chị em sử dụng như thế nào được? Tính nói thật đấy, một bức tranh đi, nếu như mà khi mà nó chỉ FOMO một thời gian thôi, một bức tranh mấy triệu đô hay mấy chục triệu đô, thực ra nó chỉ là cái để nó đẩy một cái thị trường, nó là con chim nó dẫn đầu đàn để dẫn theo một cái xu hướng mới trong năm mới, thì để nó những cái người tạo ra thị trường. Mình phải hiểu rõ bản chất như vậy để mình biết mình đầu tư, chứ không phải là anh chị em dồn hết tiền vào mua NFT, dồn hết tiền về mua đồng coin này đồng coin kia thì nó thực sự là theo Tiến thì nó không với cái khẩu vị đầu tư của Tiến thì nó không phù hợp với Tiến. Đó, nó quá rủi ro luôn anh chị em ạ. Thực sự nó quá rủi ro, bởi vì là khi anh chị em đã hiểu rõ bản chất về tiền, về tài sản, về tiêu sản gì trong cái cuốn sách dạy con làm giàu thì anh chị em là không làm được cái việc đấy. Ví dụ anh chị em có 1 tỷ thì anh mạch chích cho khoảng độ là 50 triệu, 100 triệu anh chị em mua ở cái thị trường đó, anh chị em mua phân bổ vài cái để anh chị em chơi theo kiểu để chúng ta biết mạo hiểm để cho đầu tư thôi, mất được chả sao. Còn 900 triệu hoặc là bao nhiêu mấy trăm triệu đấy anh chị em đầu tư phải mua tài sản. Đấy, chúng ta mua đất. Mua đất thì được ít thì yên độ lợi nhuận thì nó không được giàu đâu, nhưng mà nó chắc đất thì chắc chắn thời điểm là suy thoái kinh tế năm nay và năm 2023 thì đất và vàng là hai cái nơi trú ẩn an toàn nhất rồi, cho anh chị em có tiền dư giả rồi. Còn thực ra người ta khi mà anh chị em có tiền, người ta cứ thị trường crypto lên hoặc là lúc cái thị trường mà nó bơm tiền ra và nó phát triển mạnh từ năm trước khi có dịch đến thì người ta đến khi mà bùng vừa rồi đất đai bùng lên thì người ta đã bán, người ta chốt lời hết rồi và người ta đưa vào. Bây giờ người ta quay ra gom về cổ phần doanh nghiệp hay là gom về những cái miếng đất họ đã bán rẻ, bán tháo chạy đi rồi. Hoặc là người ta mua vàng, người ta trữ vàng. Đấy, chứ không ai bỏ hết tiền ra mà đầu tư vào những cái mà tài sản mà nó không được chắc chắn. Và ví dụ như chúng ta đầu tư coin cũng được thôi, vào thời điểm này 2023 cũng mua được thôi, nhưng biết đâu là trong vòng 10 năm nay thì cứ ai cũng quen ai cũng quen chu kỳ 4 năm một lần, phải không? Thị trường crypto, tất nhiên thị trường nó lớn như vậy thì
cái việc là những cái người tạo sân chơi nó thì sẽ không mất ngay đâu, nhưng mà chúng ta chưa biết thời điểm này là nó như thế nào, phải không ạ? Cũng có thể là ví dụ sau chiến tranh Ukraine hay là Nga đấy, có rất nhiều cái vấn đề xảy ra, do vậy chúng ta không chắc chắn được. Lý do là nó nhiều, nói chung là cái việc đấy chúng ta đầu tư chỉ mất nhất một số vốn nhỏ thôi, số nhỏ thôi. Còn với hiện tại thì anh chị em vẫn cứ phải là mua tài sản, đấy, còn xác định làm giàu. còn nếu chúng ta không xác định, đã xác định làm giàu thì phải xác định mất tiền, anh chị em thật sự như vậy. Đó là cái điều có thể hơi chua chát, có hơi nói để anh chị em hơi hoang mang một chút, nhưng mà nói như vậy để tiến nói anh chị em là để làm sao giảm được cái thiểu rủi ro đi, giảm thiểu rủi ro đi để chúng ta tránh cái trường hợp mà chúng ta đầu tư vào đây 5-6 năm, thậm chí là hàng chục năm rồi mà cái kết quả nhận được của chúng ta là vẫn sự là con số không, vẫn có cái sự tủi hờn ở bản thân, phải không ạ? Chờ đợi, mong đợi, đợi chờ và nó không có kết quả gì. Kết hợp đó với người bạn bè, người thân mới trách móc rồi mới nói là à đấy, mày cứ mơ tưởng ảo tưởng đi, phải không ạ? Mày cứ mơ tưởng ảo tưởng đi, cứ đi theo đi, cứ đầu tư theo thằng này thằng kia đi. Đấy, mày mất tiền bây giờ trắng mắt ra chưa, bao nhiêu năm này mất tiền hết. Đấy, để tránh cái việc cái chuyện đó xảy ra thì Tiến mới chia sẻ cho anh chị em những cái dự án mà nó nhiều năm nay nó vẫn đứng vững ở thị trường, và đó là những cái dự án thật. Đấy chưa? Dự án thật thì chắc chắn một điều rằng là cái khả năng mất nó rất là ít. Tất nhiên là không có một cái gì chắc chắn 100%, nói thẳng với anh chị em như vậy. Do vậy nhưng mà chúng ta phải biết được cái sự phân bổ rủi ro, phải không ạ? Có rất nhiều anh chị em đầu tư tất tay, cứ có tiền là mua, cứ có tiền là đầu tư, gom hết, thậm chí là đi vay nợ chỗ này nợ chỗ kia, là đầu tư vào đúng một dự án thôi. Cái phong cách đầu tư đấy thì rất dễ là chúng ta dẫn đến cái rủi ro, mà rủi ro này rủi ro cực kỳ nguy hiểm anh chị em ạ. Nghĩa khi cái khoản đầu tư của chúng ta, ông Warren Buffett ông nói là chúng ta đầu tư lên tập trung, tập trung không dàn trải, phải tập trung không dàn trải. Có những cái trường phái đầu tư thì người ta lại đầu tư dàn trải để người ta lấy lợi nhuận hệ số trung bình lợi nhuận của người ta, bởi vì mỗi một cái người đặt ra cái lợi nhuận khác nhau. Đấy, ví dụ như anh chị em đầu tư 5-10 mã chứng khoán chẳng hạn, hoặc đầu tư vào 3-4 cái loại tài sản khác nhau, thì đó là cái khẩu vị đầu tư của từng người, và so với những từng cách phân tách tùy theo từng tài hệ lượng tiền tài chính của mình, tùy cái khẩu vị đầu tư của anh chị em, nó phải khẩu vị tức trường phái đầu tư. Có những người thì họ chỉ đầu tư lướt sóng thôi, xong họ lấy số tiền họ ra họ mua đất này, họ mua vàng này, họ mua cái này, họ mua cổ phần doanh nghiệp đấy, hoặc là xong là họ khi, hoặc là có những anh chị em họ đầu tư kinh doanh, ví dụ làm online này, bán hàng online này. Ví dụ như Tiến này chẳng hạn, vì cũng đi vẫn cái làm công chức nhà nước bình thường, anh chị em cũng vẫn đi làm công chức bình thường, công nhân bình thường mà. Thế nhưng mà khi để chúng ta kiếm tiền trích một phần ra này, hoặc chúng ta làm thêm công việc online. Thực ra bây giờ là hiện nay là có rất nhiều anh chị em cứ cầm cái điện thoại lướt TikTok, rồi lướt Facebook, lướt Zalo, lướt xem YouTube, lướt cực kỳ là phí, nhưng mà có rất nhiều các cơ hội khác nhau, nhưng mà đi làm về xong là con cái xong rồi thì là nhậu nhẹt xong, bắt đầu là lên giường đi ngủ và xem dở ra xem TikTok nên mỏi thâm mắt, và xong là thôi sang ngày mai lại quy trình hoạt động lặp lại như vậy, nó rất là phí thời gian đó là chúng ta ví dụ khoảng thời gian dành cho công việc xong này. Thậm có rất nhiều anh chị em đang vừa làm vừa bán online nhé, chứ không phải là người ta làm chơi đâu, bởi vì cái điện thoại của chúng ta là một cái mỏ tiền rất là lớn mà anh chị em không biết ở trong đó chúng ta khai thác nó. Và như bản thân Tiến như này cũng chia sẻ cho anh chị em, làm một cũng một mục đích để chia sẻ cho anh chị em, để anh chị em tham gia đầu tư thì cũng có tiền thôi, phải không ạ? Nói thẳng với nhau nó trắng như vậy, phải không ạ? Thế nhưng mà để dùng cái hoa hồng đó, dùng tiền đó mình đầu tư lại thì mình chính dùng công sức của mình, bởi vì thực sự là rất nhiều năm nay rồi, mấy năm nay rồi đầu tư thì cũng mất rất là nhiều tiền, không phải không mất ít tiền đâu anh chị em ạ. Nhưng mới ở đây vẫn chia sẻ cho anh chị em như này, bởi vì nè, khi Tiến xác định chia sẻ cho anh chị em là những cái mà Tiến cũng tham gia đầu tư này, và cũng muốn xác định là ở đó, là ở nơi đó mình kiếm ra tiền và mình trở lên con những người giàu có và tự do tài chính, phải không ạ? Trong vòng nhiều năm sau, chứ không phải ví dụ ngày hôm nay làm xong là hôm sau lại tính những việc là chỉ được vài ba bữa thôi, mà phải
tìm những cái dự án. Tất nhiên là nó sẽ không được 100% hoàn hảo đâu anh chị em ạ, không có ai hoàn hảo cả. Những người ta giàu có, người ta còn mất tiền lên mất tuần xuống, thậm chí gia đình mọi thứ tan nát thì người ta mới tìm ra được những cái con đường sáng người ta đi. Đấy, ví dụ anh chị em bây giờ hiện nay đang ổn định thì cái sự ổn định đó nó là cái nơi trú ẩn cho anh chị em, nó an toàn, nó an toàn. Thế nhưng mà để được cái sự tự do cho mình, bản thân mình về sau và cho con cái mình sau thì nó, cái sự an toàn đấy đôi khi nói lại là một cái con dao hai lưỡi anh chị em ạ, là con dao hai lưỡi. Còn những anh chị em nào mà không chịu cái cuộc sống bình thường thì cứ phải muốn mình có một cuộc sống nó tốt đẹp hơn, một con cháu mình nó có những cái khởi đầu tốt đẹp hơn, thì chúng ta hãy tập trung đầu tư, và chúng ta đầu tư một cách thông minh. Chúng ta đầu tư một cách thông minh chứ ta không đầu tư mới kinh sách là mù mẫm, mà chúng ta muốn hiểu thì chúng ta phải tìm hiểu. Hiểu chúng ta phải tìm hiểu. Và thực sự là ở trong đầu tư nó có những cái sự lựa chọn về dự án. Có những người họ lựa chọn bằng linh cảm cực kỳ là tốt, cực kỳ là giỏi anh chị em ạ. Bởi vì là người ta có cái cuộc sống tâm linh rất là tốt, và thứ hai là bản thân người ta sống rất là tốt, rất là lương thiện. Để nói thẳng rất là lương thiện. Đấy. Thì khi mà người ta sống tốt, người ta sống lương thiện thì người ta có một cái gì đó về tâm linh và người ta bảo vệ người ta. Tiến đi gặp rất nhiều, có rất nhiều anh chị em cô chú là bắt đầu vào thị trường đầu tư mà phát là vồ được ngay dự án ngon, không mất tiền, chắc chắn không mất được, vồ được ngay dự án ngon. Thế nhưng có những anh chị em là đá hết đến sân này đến sân kia, nó kết luận cuối cùng vẫn mất tiền. Vì sao? Vì chúng ta chưa hiểu được là đi như thế nào, tài sản, tiền tài sản như thế nào. Chúng ta vẫn đang nhầm tưởng với cái cơ hội, chúng ta đầu tư với cơ hội đầu cơ, hay là chúng ta nhầm tưởng với cái khả năng kiếm tiền. Chúng ta gọi là, người ta gọi là gì, gọi ảo tưởng sức mạnh. Ảo tưởng sức mạnh, hay là một cái là người ta phải đầu tư một cái phong cách đầu tư bừa bãi. Khi mà đánh đầu tư mất hết tiền rồi, hoặc là đầu tư hết vào một dự án này rồi, thì đến khi được người khác người ta chia sẻ dự án hay thì lúc đó là tay chẳng còn cái gì nào rồi, tiền thì cho vào chỗ hết này chỗ kia rồi. Đấy, anh chị em nào ở đây có những anh chị em mà đang xem video mà xem đến lúc này, anh chị em thấy trong mấy năm nay, từ năm 2019 đến là chia sẻ, từ cuối 2018 đầu 2019 đã chia sẻ cho anh chị em này, có rất nhiều các dự án, mặc dù Tiến bây giờ vẫn đang theo từ năm 2018-19 đến bây giờ vẫn đi theo, vẫn chia sẻ cho anh chị em. Tại sao lại vậy? Tại vì những cái dự án đó là cái dự án thật, chắc chắn là thật, đã có sự kiểm định, đã có những cái lựa chọn về đúng xu hướng này, lựa chọn về những cái dự án thật. Bởi vì là những cái con người, người ta làm dự án, người ta nhìn những người tốt người xấu, người ta biết ngay, và họ nhìn cái công trình của người ta, nghiên cứu của người ta, những cái kế hoạch đầu tư của người ta phát triển như thế, người nó không còn vượt ở cái mức là kiếm tiền nữa rồi anh chị em ạ, mà bản thân người ta xây dựng, người ta cả đời người ta nghiên cứu ra những cái dự án đó, và người ta muốn trao lại cái giá trị cho cộng đồng, và người ta muốn cái công nghệ của người ta muốn cái công ty của người ta khi mà thành công và nó sẽ được nhiều người trên thế giới được giàu có là đó. Tất nhiên là mỗi một người, người ta sẽ có những cái suy nghĩ riêng, thế nhưng mà mình tính như thế để mình nhận xét và mình đánh giá đúc kết lại, và mình đi theo nó để mình quyết định đầu tư cái số tiền mình bỏ công bỏ sức của mình ra, mình đầu tư cái số tiền đó vào để mình khi mà người ta thành công thì mình cũng thành công, và khi mình thành công rồi thì cái việc của chúng ta có một cuộc sống về hậu về sau như con cháu chắc chúng ta sống sướng nó là một điều đương nhiên rồi. Còn với thời điểm này mà chúng ta vẫn cứ lang thang đi nào là dự án lãi này, nào là đánh xanh đỏ rồi, nào là mua cái này, mua hàng này, mua sản phẩm kia để chúng ta tìm kiếm một cái con đường kiếm tiền thì khó lắm. Trong kinh doanh online anh chị em không đi đầu, anh chị em không giàu được. Đấy. Trong kinh doanh online chúng ta kiếm càng nhiều và càng vất vả, phải không ạ? Và chúng ta có may chăng thì chúng ta cũng kiếm chỉ được một tháng là kiếm được vài triệu để chúng ta bù thêm vào cái lương của chúng ta để cho cuộc sống tốt hơn, chứ không giàu được. Còn muốn giàu thì phải đầu tư, làm việc thì nó ra tiền, và muốn giàu thì phải đầu tư. Chắc chắn một điều, không thể ai không giàu mà không đầu tư được. Ở khi người ta xây dựng một doanh nghiệp lên ấy,
và người ta muốn tự do tài chính rồi, người ta đã tự do tài chính rồi và người ta muốn tự do thời gian, thì khi họ ngừng làm việc thì cái doanh nghiệp của họ vẫn phải trơn tru. Ví dụ như là họ xây dựng một cái doanh nghiệp lớn như là Vingroup, VinFast chẳng hạn. Và bây giờ ông Phạm Nhật Vượng ông ấy thành công, quá thành công chứ phải không ạ? Thế nhưng bây giờ ông thử nghỉ đi, ông đi nghỉ, ông không làm nữa xem là cái tập đoàn, cái doanh nghiệp của ông ấy có hoạt động không. Thì đó, ông Phạm Nhật Vượng ông chỉ tự do tài chính thôi chứ còn không tự do thời gian được. Đấy, và anh chị em mình là những cái người đi sau mình học tập, mình đúc rút kinh nghiệm gì thôi. Cái cuộc sống này thì nó ngắn ngủi lắm, nó không được dài anh em ạ, nó chỉ chắc quanh quanh 20-50 chết thôi đó. Trăm tuổi mà chúng ta được quyền sống trăm tuổi, thậm chí sống hơn, đó là tùy từng phúc dương thọ của từng người. Thế nhưng mà chúng ta không thể nào không tính toán được, không? Chúng ta cứ làm xong là hết ngày này đến ngày kia sang. Thì bây giờ đi làm vất vả nhiều, ví dụ ông Phạm Nhật Vượng thì bây giờ ông thôi, bây giờ ông làm đến ông tiền ông nhiều, không ạ? Ông thử cho con ông làm xem, ông thừa sức vào, ông dạy con, cho con ông xây dựng, ông đi chơi, ông đi làm từ thiện, ông làm, ông sống cuộc sống. Nhưng không người phải người như thế được, hoặc như chúng ta thôi, để xây dựng được ông như ông đấy rất lớn lắm anh chị ạ, mất nhiều thời gian lắm. Chúng ta cứ xác định là vài năm chúng ta đầu tư vào các cái dự án cổ phần doanh nghiệp, bởi vì là người ta đã dành cả đời người ta làm cho mình rồi. Mình không cần xây dựng một cái doanh nghiệp quá lớn hay là một cái sự nghiệp nào nó vĩ đại, nó gọi là mang tính chất là vượt ra khỏi tầm nhà nước. Thế nhưng mà mình cứ đầu tư theo khả năng của mình, phải không ạ? Mình đầu tư vào các cái cổ phần doanh nghiệp, mình góp tiền 5-10 đô, 500 đô, 1.000 đô tùy khả năng. Mình cứ đi mua các cái cổ phần của công ty 4.0 thì chắc chắn một điều rằng là chúng ta sẽ thành công thôi. Chắc chắn như vậy. Nhưng còn khuyên anh chị em là chúng ta đừng nên all in vào một dự án, đừng đầu tư tất tay một dự án, nó rất là cực kỳ nguy hiểm. Mà khi mà chúng ta đã, người ta chia sẻ cho mình nhiều cơ hội rồi thì mình phải tìm hiểu nó, xem là mình tại sao là người, ai chia sẻ dự án cho Tiến thì cũng xem. Tiến xin hứa với anh chị em là ai chia sẻ cho Tiến dự án gì Tiến cũng phải ngó vào xem trên YouTube, xem là cái mô hình đó như thế nào, nó có phù hợp hay không, nó có đầu tư được hay không. Phải không ạ? Làm một thời gian xem như thế nào, nó không ok thì thôi bỏ, không sao, sai thì sửa, chữa đẻ, phải không ạ? Chúng ta có quyền lựa chọn. Chúng ta có quyền lựa chọn được cái là chúng ta nào gọi là như ông Tần Nguyễn, ông là người nghèo tuyệt vời lắm, người nghèo chẳng có gì cả. Như vậy là gì? Người giàu có rất nhiều cái thể mất, người nghèo chẳng mất gì cả. Thì cứ làm đi, thì kết quả, nếu mà không kết quả không tốt thì ta vẫn nghèo, còn nếu quả tốt thì ta trở thành người giàu. Đấy, thì trong tâm lý như thế, tâm lý cả thế giới, cả quốc gia rất đâu cũng là dự án khởi nghiệp. Và thời gian ở đây thì anh chị em nghĩ rằng ở Mỹ nha, nó có cái luật của Mỹ, nó cấm anh chị em tiếp cận đến những cái đầu tư gọi vốn trước IPO, mà trong khi đó là nó một cực kỳ là một cái món hời, một cái cơ hội cực kỳ lớn để thay đổi cuộc đời của chúng ta. Đấy, ở đây chúng ta sống ở trên người Việt Nam thì khẳng định anh chị em ở Việt Nam thì thực sự là Tiến thấy là rất là tuyệt vời, phải không ạ? Chưa đi các nước khác nhưng mà mình cảm thấy tuyệt vời, bởi vì sao? Là bởi vì mình tham gia vào các dự án này dự án kia, mình vẫn đang được tự do, phải mình vẫn chịu trách nhiệm của mình. Mình chịu trách nhiệm của mình trước pháp luật về những cái dự án mình đầu tư ra ngoài, mất tiền mình chịu thôi, phải không? Không đổ trách cho ai cả. Kể cả như anh chị em thôi, bản thân cũng vậy, phải xác định cho nó rõ ràng tư tưởng rằng mình không tìm hiểu thì mình mới đi theo người ta tìm hiểu. Rất nhiều anh chị em là đã đầu tư vào xong là dự án này dự án kia, xong dự án nó sập. Thì xin thưa anh chị em là không có một người nào mà người ta đi, người ta mong muốn là đi chia sẻ cho anh chị em để anh chị em mất tiền. Nó khẳng định với anh em, nó có rất nhiều các nguyên nhân, mà nguyên chính nó gì? Một là do lòng tham, thì người ta họ bất chấp và kiếm tiền. Cái nguyên nhân thứ hai là họ không hiểu, do vậy họ cứ làm, họ cứ nghe, cứ làm. Anh em trong ở cuộc sống xã hội là có người tốt, người xấu, phải không ạ? Thì do vậy là chúng ta đừng bao giờ than trách làm gì cả. Tiền mất rồi, chúng ta than trách cũng chẳng được cái gì cả. Chúng ta phải làm lại, phải tìm kiếm những cơ hội khác để chúng ta giành lại, lấy lại những cái gì chúng ta mất. Khi chúng ta mất xong chúng ta ôn nghèo kể khổ, chúng ta than trách thân trách phận, xong là trách người trao cơ hội cho mình. Thực sự là hãy phải cảm ơn họ, bởi vì sao? Bởi vì là khi họ đến làm cho mình đau khổ hay là mất tiền thì đó là người họ đang giải nghiệp cho mình, phải không ạ? Mà mình số mình phải mất thôi, không thể tránh đâu được. Còn số mà không mất thì anh chị em quẳng chỗ nào, như Tiến nói có rất nhiều những người đi vào đầu tư thị trường 4.0 và đã đầu tư vào những công ty rất là tốt. Và những công ty có cái cơ hội rất là tốt để họ trở thành giàu có, phải không? Còn nếu những anh chị em nào mà chúng ta xác định chúng ta sợ rủi ro, chúng ta muốn đầu tư
Mức kiếm bình thường thôi thì chúng ta lên cổ phần doanh nghiệp chứng khoán ở Việt Nam đầy đầy ra đấy, chúng ta chọn những cái mã cổ phần doanh nghiệp đầu tư, chúng ta đi học một lớp đầu tư về cổ phần doanh nghiệp, đúng không ạ? Nhưng cái thời điểm này là cái thời điểm thực ra Tiến với anh chị em cô chú thì cũng chẳng có gì, phải không ạ, ngoài nhà chúng ta khởi nghiệp. Và tại sao chúng ta lại được tiếp xúc với những cái cơ hội như vậy? Để chúng tôi có cơ hội, bởi vì nó có tất cả, có nhân duyên cả, không ạ? Với thời điểm này thì chúng ta ai cũng có điện thoại di động, điện thoại thông minh, và người ta trên đất nước, trên thế giới này họ cũng đang khởi nghiệp trên những điện thoại, thì người ta mới đưa cho mình, cung cấp cho mình những cái dự án về huy động vốn đầu tư của một doanh nghiệp, hay mua cái này mua cái kia để chúng ta tiếp xúc. Và chúng ta phải tự lọc, tự tìm hiểu, tự lọc, và phải xem dự án bằng cái tâm, phải dùng cái tâm của mình để nhìn cái dự án nó như nào, chứ đừng nhìn cái số tiền chúng ta được đầu tư vào 1.000 2.000 đô xong một ngày được mấy phần trăm, một tháng được bao nhiêu phần trăm đấy, thì thôi chắc chắc chắn là sớm muộn mất đấy. Nếu mà anh chị em không mất thì anh chị em cũng sẽ làm người khác mất thôi. Đấy. Hoặc là anh chị em mà không hiểu cái gì mà anh chị em chia sẻ, đó là cái tội của anh chị em, cái tội vô tình người ta làm, người ta mất tiền. Như bản thân Tiến đấy, không thể nắm tay một ngày là ấy được, phải không ạ? Có những dự án mất chứ, có những dự án muốn muốn chia sẻ cho anh chị em cơ hội kiếm tiền, nhưng sau khi biết sai phải chạy ra ngay, phải biết sai chạy ngay. Ví dụ những nhiều đầu tư lãi lợi nhuận, có nhiều anh chị em theo dõi Tiến, cùng Tiến cùng đầu tư, Tiến thì cũng có lợi nhuận ngày lại tháng, nhưng mà khi mà thấy nó dự án nó chuẩn bị sập thì thôi chạy thôi, chạy tốt nhất là sửa sai, không chia sẻ nữa thôi, đúng không? Đấy, còn những dự án vẫn đang hoạt động bình thường, đấy, không bắt đầu bình thường. Có nhiều dự án thì bảo đầu tư thì chả đầu tư, có bảo dự án không đầu tư thì cứ nhau vào đầu tư, đúng không? Đó là cái mà do là cái nghiệp của anh chị em thôi, chứ còn không, đừng trách trách tội cho người khác. Và mọi người, anh chị em ở đây là đều trên 18 tuổi rồi, không ai đủ trình độ để lừa anh chị em đâu, lừa đảo anh chị em đâu, anh chị em mà dụ dỗ anh chị em đâu. Lừa đảo đó là do cái sự thiếu hiểu biết của bản thân mình mà mới dẫn đến người khác bị lừa, phải không ạ? Tất nhiên là có những cái vi phạm pháp luật, quy phạm pháp luật nó quy định vào, không? Nhưng mà đó, trên đây chúng ta đều là những con người là đang đi tìm kiếm một cơ hội. Chúng ta trên 18 tuổi rồi, chúng ta có đầy đủ pháp lý và pháp nhân trước pháp luật rồi. Chúng ta muốn đầu tư ra nước ngoài kiếm tiền làm giàu, thì trong cái quá trình làm giàu kiếm tiền đó, nó không tránh được khỏi sự vấp ngã. Còn những cái dự án mà anh chị em nó không liên quan đến pháp luật, à nó liên quan pháp luật, nó có cái những cái pháp lý mà nó anh chị em ví dụ nó làm giấy tờ giả này, nó dùng hình ảnh giả này, đấy, nó dùng hình ảnh giả, dùng giấy tờ giả, dùng mọi thứ giả để nó huy động vốn, nó kiếm tiền của anh chị em, đó là anh chị em mà biết vẫn chia sẻ thì đó là sự lừa đảo. Có hai cái vấn đề: một là anh chị em thiếu hiểu biết, anh chị em dẫn đến vô tình lừa đảo; thứ hai là anh chị em cố tình lừa đảo khi anh chị em vẫn biết là người ta mất tiền. Còn những dự án chúng ta đang đầu tư vào cổ phần doanh nghiệp thì chúng ta có, nó họ có luật pháp, và họ xin phép kinh doanh chính phủ, họ xin phép kinh doanh quốc tế trên toàn cầu rồi, họ làm thật, tiền mình đầu tư vào họ làm thật, chúng ta nhìn thấy, phải không ạ? Thì điều đó không ai lừa ai cả. Đây là một dự án rõ ràng, kể như anh chị em Tiến chia sẻ cho anh chị em, đây là một cái cơ hội để chúng ta tiếp tiếp cận vào, để chúng ta có một cái, có cơ hội để đầu tư được giàu có tài sản. Pháp luật Việt Nam mình không cấm, không cấm mình đầu tư ra nước ngoài, và mà chỉ nói là khi anh chị em cái tổ chức cá nhân đầu tư cổ phần doanh nghiệp hay góp vốn hùn vốn ra bên nước ngoài, anh chị em phải tự chịu trách nhiệm về thua lỗ hay về lợi nhuận. Công nước mình cũng không thu thuế cái điều việc đó, phải không ạ? Mới do vậy nè, những anh chị em chúng ta mới tham gia thị trường online thì hãy hiểu rằng là trong nhiều năm vừa qua, nó rất nhiều, có rất nhiều các hình thái mà hiện nay nó cũng sẽ có rất nhiều cái hình thức mới, phải không ạ? Rất rất nhiều hình thức mới mà chúng ta không không được tìm hiểu kỹ, hoặc không đi tư vấn, không đi được nhiều người tư vấn cho, thì chúng ta rất dễ mất tiền. Và chúng ta mất cũng đừng bao giờ trách, bởi vì đó là do bản thân thôi. Bản thân Tiến mất tiền cũng chẳng chẳng ai trách ai được, phải không ạ? Tự mình mà thiếu hiểu biết thì mình mất thôi. Còn tồn tại đã 5-6 năm nay ở trên thị trường này thì cũng mấy năm, cái năm 2017-18 thì ra vào còn không dám vào đâu, mới vào không dám vào đâu, cũng không có tiền mà vào. Thế mãi về sau là mới đầu tiên dự án tiếp xúc với dự án đầu tiên là đầu dự án Futune, hay đầu tư về lợi lợi nhuận hàng ngày. Thế nhưng mà thấy là mình thấy được là tiền của mình họ đưa vào, nhưng mà cái lợi nhuận rút ra nó không ổn lắm, và chẳng may nó sập thì chết, nó không có cái sự bảo hành. Tiếp theo đến dự án Skyway thì bắt đầu vào dự án Skyway, Tiến đi vào, Tiến tìm hiểu, Tiến chia sẻ, Tiến đầu tư luôn. Đấy, bởi vì nó thật quá rồi anh chị em ạ, nó không còn gì là giả dối gì nữa rồi. Đấy, Solar Group hay đi Diêu hay một số vài cổ phần doanh nghiệp, anh chị em lưu ý những cái đó chúng ta tham gia.
Và chúng ta biết cái cơ hội thì chúng ta hãy chia sẻ cho người khác trong đầu tư thôi. Đấy. Như bên DZU hiện nay Tiến đang làm, bên công ty DZU là công ty công nghệ thông tin của Nga, thì nó rất rõ, pháp lý rất là rõ ràng, phải không ạ? Họ đó đội ngũ trẻ. Đội ngũ trẻ họ họ có trình độ, họ giỏi, họ có trình độ về chuyên môn về 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 công nghệ thông tin, về thị trường crypto, về đầu tư, về về mạo hiểm. Những người trình độ như vậy thì họ không bao giờ làm những cái trò đi lừa gạt hay là dối trá đâu anh chị em ạ. Bởi vì sao? Họ có trình độ, họ thừa khả năng kiếm tiền. Nhưng họ muốn xây dựng một cái sự nghiệp của người ta, họ lớn lên thì họ gì ạ? Thì họ muốn huy động cộng đồng, sử dụng cái big data và huy động tiền của tất cả nhà đầu tư trên thế giới, họ làm theo cái ý tưởng của người ta. Họ phải có trình độ họ mới làm được việc đó, phải không? Còn những người có trình độ ấy, mà mang đi để lừa đảo hay là để đi chỗ này chỗ kia lấy tiền của anh chị em, thì những người đó không ổn, phải không ạ? Và những người ta thường thường là người ta gọi là cái tần sóng của ai như thế nào thì gặp tần sóng như vậy. Anh chị em cứ đi theo em để ý mà xem. Anh chị em cứ muốn kiếm tiền nhanh thì chắc chắn một điều, một thời gian tới người ta sẽ chia sẻ cho anh chị em cái dự án kiếm tiền nhanh, và anh chị em đầu tư vào nó mất tiền thôi. Còn như đừng, nhưng mà phải nói là đừng than trách người ta, bởi vì là trước khi trách người ta hãy trách mình đi đã. Xem mình có muốn như thế không? Và mình muốn thì mình mới đầu tư, xong bắt đầu đầu tư ra mất tiền, quay ra ôi mày lừa đảo tao thế này thế kia. Không bao giờ, đó ạ. Đấy, không bao giờ tham gia những cái như thế. Mất tiền phải chịu, khẳng định mất tiền phải chịu. Và trước khi tham gia vào cái gì đó, chia sẻ cho ai chia sẻ đó, anh sẽ tìm hiểu thật kỹ. Bởi vì là đây là những dự án đầu tư, còn hãy tránh những cái dự án về lợi nhuận ngày, lợi nhuận tháng đi. Chắc chắn là những điều đó nó không tồn tại được nhiều năm đâu. Có những công ty là Tiến tham gia năm 2018 mà đến 5 năm, anh chị có 5 năm rồi nó mới bắt đầu, nó mới quất mẻ lưới. Nhưng mà những cái dự án đó toàn app thôi, toàn app không thôi, chứ không phải người thật người ta làm, người ta cày cuốc ở ngoài ngoài đồng, ngoài đường như kìa, nhà máy xây rầm rầm ra rồi, chẳng có thằng ngu dại nào mà nó lại huy động vốn xong nó mang ra nó xây ở đấy đâu, anh chị em ạ. Nó làm công nghệ ra đấy làm đâu, mà nó có mỗi cái web thôi, nó nhảy số, nhảy người đăng ký vào và tiền nó cứ nhân phần trăm lên thôi. Đấy, do vậy anh chị em mới lưu ý. Và những cái gì anh chị em hiểu rằng hãy bám sát vào cái nguyên tắc là gì? Không hiểu thì đừng có bao giờ đầu tư, mà đã đầu tư thì phải hiểu, mà đã hiểu rồi, đầu tư rồi mà mất tiền thì cũng phải chấp nhận, bởi vì nó dự án đó là dự án thật và người ta cũng không ai mong muốn. Và hãy hiểu một điều rằng là không có ai muốn chia sẻ cho anh chị em để tham gia để anh chị em mất tiền đâu. Anh chị em cứ đặt cái cương vị của mình vào cái người chia sẻ cho anh chị em đấy, xem là anh chị em có muốn chia sẻ cho, à tao chia sẻ cho mày, tao chia sẻ cho cái chị này, em chia sẻ cho cái anh kia để cho anh này mất tiền để cho chết đi. Mình có phải là kẻ thù với nhau đâu mà làm thế, phải không ạ? Đấy. Anh chị em phải hiểu rằng là gì, người ta không hiểu mình chia sẻ cho mình, mà mình lại không hiểu nữa, thì hai người không hiểu thì không khác gì mà một người mù mà đi ra tham gia giao thông đâu. Không đâm vào tàu, không đâm vào xe máy, đâm vào ô tô, không nhảy xuống hố, phải không ạ? Đấy, do vậy là gì, khi mà chúng ta không hiểu thì chúng ta phải cố gắng làm sao cho mình hiểu, và phải đi theo những người người ta thực sự hiểu và thực sự có tâm. Có rất nhiều anh chị em mà rất có trình độ thôi nhưng mà toàn chia sẻ dự án bậy bạ, toàn chia sẻ dự án mà bậy bạ, xong là vào chỗ này chỗ kia chia sẻ, thực sự rất là buồn với những em đó. Trong thị trường đầu tư này chúng ta sai thì sửa, biết sai thì sửa, và chúng ta cảm thấy mình có cái thế mạnh ở chỗ nào thì mình phải đi theo chỗ cái thế mạnh của mình chỗ đó, phải không ạ? Mình phải đi theo cái thế mạnh của mình ở đó, chứ đừng đi theo một cái gọi là cứ nhảy nhảy mà cứ thấy anh chị em người ta làm hệ thống kiếm tiền tốt, ok là cũng gọi là nhảy theo ra làm dự án mới, nhưng thực có biết gì đâu mà làm, phải không? Hiện nay các anh chị em mà đăng ký vào mạng Telegram mà trên Facebook ấy, nó chia sẻ đầy, tiến cứ thỉnh thoảng lại có cái một bọn Tây, bọn Tàu nó vào nó chia sẻ là tôi muốn thành lập công ty thế này thế kia, xong tôi muốn bạn làm đại diện cho tôi thế này thế kia. Xin thưa mấy anh chị em, mình không đủ trình độ đâu. Mình không đủ trình độ làm việc đó. Mà khi mà mình cứ cố tình thì chắc chắn một điều là anh chị em sẽ dẫn người đến là một cái vực thôi. Đấy, dẫn một cái vực. Đó. Bởi vì là chúng ta không đủ trình độ để chúng ta làm đại diện đâu. Chúng ta làm đại diện không phải đơn giản đâu, phải có chị thẩm tra
phải kiểm tra nó rất nhiều các cái thông tin mà liên quan đến trách nhiệm anh chị em. Mặc dù lương có đấy hoặc là thu nhập thì có, thế nhưng mà chúng ta có biết nói tiếng Anh đâu, có biết nói tiếng Nga đâu, mà chúng ta điện thoại, thậm chí là nếu như người ta mình làm, mình sang tận nơi mình xem mọi thứ, mình kiểm tra giao dịch thì mình hãy làm, chứ không ngồi trên đăng nhắn trên Facebook, lên Telegram là như thật hoặc chúng ta cũng tin đấy. Thực sự mà anh chị em là bây giờ lên tiền ở ngân hàng, bây giờ mà anh chị em mà Facebook người ta còn người ta lừa mình, còn lừa lên lừa xuống chứ đơn giản đâu, vay tiền nhanh rồi. Ví dụ như là về một đoạn là anh chị em đang cần tiền, gõ vào vay tiền nhanh online, vào lập tài khoản xong bắt đầu KYC xác minh xong ok, đột phát nó bắn tiền vào tài khoản có vài chục triệu, thậm chí 100 triệu, và cũng ngon lành cảnh đảo quá. Và lúc sau nó xoay ra rút tiền thì là chứ kiểm tra thì số tài khoản này sai, và sai thì không rút được. Xong nhân viên nó điện cho anh chị em, nó bảo bây giờ phải lạp tiền vào 20-30 triệu vào, xong là lúc nào cho vay thì nó sẽ chuyển cả về cho cái số tiền lạp đấy. Thì là tính tang đang bí rồi, đã bí lại bí thêm, lại bị lừa phát nữa, là số đen, lại vay chỗ này 20-30 triệu xong bắn cho nó, thế là mất hút luôn, phải không ạ? Mất hút luôn bởi vì là tắt app nghỉ việc, nó là lừa đảo, xong là mình không cái gì dễ ăn thế đâu. Anh chị em không có gì dễ ăn thế đâu, vay ra còn ngân hàng, cầm sổ đỏ ra ngân hàng còn không vay được kia kìa, chứ cứ đừng nói là vay app đơn giản ấy. Những cái app linh tinh vay 5-3 triệu, 2 triệu một thôi thì nó cho vay, xong dần dần là nó đưa anh chị em, dẫn dụ anh chị em vào cái vay lớn hơn là anh chị em chết đấy. Nhưng do vậy là không có cái gì là dễ dàng đâu. Đấy, mấy năm vừa qua thì đến cái hôm nay là muốn chia sẻ lại cho anh chị em, Tết cũng gần hết rồi. Thì cũng mong rằng là anh chị em, chúc anh chị em là sang năm 2023 là năm mặc dù kinh tế nó suy thoái và có sẽ rất nhiều các cái biến chuyển khác nhau mà không ai lường trước được. Thế do vậy là chúng ta hãy chuẩn bị cho mình những cái phương án để chúng ta phòng tránh cái chúng ta rủi ro, phải không ạ? Đấy. Và chúng ta hãy tham gia vào những cái dự án mang tính chất là nó làm thật ăn thật, chứ đừng có không làm mà lại muốn có ăn thì cũng hơi dở. Vọng sáng dậy ra xong một ngày vào ấn phát có tiền, đến tháng rút khó lắm. Người ta phải làm ốm chán chê mỏi mê ra người ta mới được. Ngân hàng người ta bây giờ còn 13-14% tháng người ta đi cho vay tiền, mình đây làm thậm chí nửa tháng được 20-30%. Thế thì có mà ngân hàng người ta cũng giàu hết rồi, chứ cần nhiều đến lương để anh chị mê nữa, phải không? Đấy, những cái dự án ngon như thế thì làm gì đến lượt mình. Hoặc những anh chị em nào mà hiện nay đang được một vài cái bạn toàn trai xinh cái đẹp, người mẫu siêu mẫu chia sẻ mã chứng khoán của Coca-Cola, rồi mã chứng khoán của Amazon, và của Google, của Facebook hay của FX hay cái gì đấy, là tới đây là mua phát là lên 1-2 đô, hay là mua phát là đang nhận cổ tức, là đầu tư 10.000 đô chia cổ tức phát đã được nghìn mấy nghìn đô rồi, ngon lành lắm. Đấy là cũng vào tham gia tích được ít tiền, là bắt đầu nhau vào đầu tư, hay đầu tư vào là lân cái tỷ lệ ký quỹ lên. Đấy, xong bắt đầu là thì nó cứ tụt xuống rồi này, lại bắt bơm vào để giữ quỹ, phải không ạ? Đấy là forex đấy. Đầu tư mã chứng khoán đấy thì Tiến mới nói với chị em rồi. Nếu mà người ta những cái mã chứng khoán ngon như thế, phải không ạ? Dễ kiếm tiền như thế thì nó không cần phải đi chia sẻ với anh chị em đâu, nó không cần nhận lương 20-30 triệu một tháng đâu. Đó, chúng đấy là toàn cái ma trận trên sàn nó làm cả. Trên ma trận sàn nó làm cả, nên do vậy là đừng có tin những cái đó là sẽ bị mất. Đấy, cái đấy là rất dễ anh chị em mất, là rất là ngon, phải không ạ? Nó đưa cho anh chị em các cái lệnh giao dịch, phải không ạ? Hoặc là đi chơi bài trên game bài, rồi là ăn gọi là chơi bo trên này, chơi forex này kia, mỗi ngày được kiếm được mấy triệu sắp kèo ăn Tết. Đấy. Tiến có cái kèo ăn Tết sang năm đấy, anh chị em nào mà anh chị em nào mà quan tâm thì cứ nhắn tin cho Tiến, gọi điện cho Tiến. Tiến có cái kèo ăn Tết sang năm. Bởi vì năm nay thì mất Tết thì sang năm mới còn Tết, phải không? Do vậy là Tiến có cái kèo ăn Tết sang năm, thì anh chị em nào mà cứ quan tâm đến cái loại đầu tư mà lãi nhanh thì Tiến có cái đang có cái kèo ăn Tết sang năm, thì cứ nhắn tin gọi điện lên Tiến chia sẻ cho. Còn bây giờ thì ăn Tết chậm thôi. Thôi không có thì chúng ta chơi theo kiểu không có, phải không ạ? Ăn Tết nhỏ thì năm nay nhỏ, năm sau vẫn có thể là nhỏ, phải không ạ? Nhưng cũng có thể là năm sau nữa vẫn là nhỏ. Thế nhưng không ai biết được, cứ làm gì có nhỏ mãi thế, phải không? Sẽ có năm ăn Tết to thế thôi. Đấy, và chúng ta hãy
còn tin tưởng vào đầu tư vào cổ phần doanh nghiệp, còn tin tưởng vào cái sự, Tiến đang nói trên Facebook này, anh chị em còn tin tưởng vào cái sự lương thiện trong đầu tư, trong chia sẻ, thì anh chị em sẽ có một ngày nào đó anh chị em tìm kiếm được cái quả ngọt. Đấy, bởi vì chúng ta đang làm thật ăn thật thôi, phải không ạ? Chúng ta chấp nhận một điều rằng gì? Chúng ta không có chục tỷ, hai ba chục tỷ để chúng ta mua những cái mã cổ phần doanh nghiệp để chúng ta kiếm chục tỷ, hai chục tỷ, và chúng ta phải chấp nhận một cái rủi ro là gì? Nhưng rủi ro của chúng ta là có sự kiểm soát và có sự phân bổ, có sự phân bổ và có sự kiểm soát bằng cái việc là đầu tư về 100 đô, 500 đô, 1.000 đô hay là 10.000 đô và sẽ phân bổ đó để chúng ta chắc chắn một cái kết quả mà trong nhiều năm sau chúng ta sẽ được cái thành quả, không ạ? Chúng ta đầu tư 3-4 công ty thì một công ty ăn thắng là chúng ta giàu rồi, chứ chúng ta cứ muốn all in vào một dự án thì nó mất thì mất cả lút luôn. Đấy, đấy nói như thế để nó anh chị em dễ, phải không ạ? Do vậy là gì? Chúng ta sẽ có đầu, chúng ta ở tham gia DZU, chúng ta tham gia Skyway Solar Group hay đi những cái công ty nào đó, phải không ạ? Chúng ta sẽ có tiếp cận được cái cộng đồng đầu tư. Do vậy là gì? Chúng ta đầu tư theo họ thì chúng ta phải có sự tìm hiểu, sự phân bổ tìm hiểu. Có rất nhiều anh chị em, chúng ta tin tưởng tuyến trên, chúng ta tin tưởng người dẫn dắt chúng ta. Nhưng chúng ta hãy nhớ một điều rằng gì ạ? Một người mà người ta có tâm ấy, thì người ta chia sẻ cho anh chị em một dự án và người ta sẽ chia sẻ cho anh em nhiều dự án khác nhau để anh em biết. Còn những người nào người ta không quan tâm ấy, người ta chia sẻ cho anh chị em mỗi một dự án của người ta thôi. Anh chị em hiểu không? Ví dụ như Tiến chia sẻ dự án của Tiến này, còn trong hệ thống của Tiến khoảng vài ba chục nghìn người, 2.000 người chẳng hạn, 5.000 người chẳng hạn, Tiến không muốn chia sẻ dự án nào khác hết, làm mỗi một cái đấy thôi. Làm mỗi một đó rồi để làm gì? Để cho anh chị em làm và anh Tiến có hoa hồng, Tiến thu nhập cao, nhiều tiền. Thực sự những người đó cực kỳ là nguy hiểm. Và Tiến mong anh chị em nào, như anh chị em là có ở mặt ở đây và nghe video này thì hãy lưu ý là như vậy, là có những người anh chị em theo, mặc dù có thể anh chị em cảm nhận rất là tốt, nhưng người ta luôn hướng cho anh chị em về dự án của người ta. Tiến không bao giờ, Tiến không, no never, không bao giờ. Tiến chia sẻ cho em thẳng chẳng chẵn luôn, anh chị em thích thì đầu tư, thích thôi đi chỗ khác đầu tư, đúng không ạ? Chứ không bao giờ là ôi mình tham gia một cái này xong mình đi nói xấu chỗ này chỗ kia để cho mọi anh hay cho chị em trong hệ thống là chúng ta là cứ theo mình thôi, là nó mất đi cái cơ hội của anh chị em. Đấy, anh chị em hãy xem cái Tiến đặt cái tên kênh này là Tiến gọi là con đường tỷ phú 4.0 hay con đường tự do tài chính chẳng hạn. Do vậy là gì ạ? Chúng ta phải tìm được nhiều đường khác nhau. Chúng ta không đi được một đường, chúng ta không thể đi hết một đường. Do vậy chúng ta đi song hành, đi cùng một lúc nhiều đường, nhưng mà mục đích đến là phải một. Nó kiểu dạng như là binh pháp ấy, không ạ? Chúng ta đi cùng một lúc mà được một đường, hai đường là tốt. Bây giờ chúng ta đi một phát 3-4-5 đường đi, nhưng mà mục tiêu, mục đích đến là, do vậy là gì? Con đường này đi chẳng biết trên đường nó xảy ra vấn đề gì, con đường kia cũng thế, chẳng biết nó xảy ra vấn đề gì. Chúng ta đi một đường thôi là chộp phát là mất đường này, bịt đường này, ngập đường này thì ta còn đường khác thôi, phải không? Đấy, đó là cái phong cách đầu tư của Tiến chia sẻ cho anh chị em. Nên do vậy Tiến không bao giờ gọi là thần thánh, thần tượng một cái dự án nào cả, mà muốn chia sẻ cho anh chị em để anh chị em có một cái mục đích đến đích. Khi anh chị em đến đích thì Tiến cũng sẽ là người đến đích, sẽ là theo sau đến đích, phải không ạ? Nên do vậy là không bao giờ thần thánh, thần tượng một cái dự án nào đó cả. Chỉ có trung thành với Tổ quốc thôi, còn không có trung thành với gì cả. Mà đó đều là gì? Sự nhận xét, sự tìm hiểu và đầu tư phân bổ trong cái kế hoạch của mình cả. Do vậy Tiến mong anh chị em hiểu rằng là thì khi Tiến chia sẻ cho anh chị em những dự án anh chị em đã tin tưởng thì hãy cứ yên tâm mà làm. Cứ yên tâm mà làm, không lo lắng gì cả. Đấy. Nếu nó vẫn nói rồi, đầu tư là chúng ta đang xác định đầu tư mạo hiểm. Đấy, do vậy nó nói thẳng thừng với nhau như vậy. Anh chị em nào mà thích khẩu vị thì tham gia và theo và tìm hiểu thật rõ, thật kỹ. Đừng đầu tư mang tính chất là mò mẫm là chết. Đấy. Cái video này cũng khá là dài rồi, nhưng anh chị em nào mà nghe được đoạn này rồi thì xin cảm ơn tất cả anh chị em đã lắng nghe Tiến và chào tạm biệt tất cả anh chị em. Chúc tất cả anh chị em chúng ta có một năm mới vui vẻ và sang năm 2023 sức khỏe, hạnh phúc và có nhiều niềm vui trong cái quá trình đầu tư của mình và kết quả đầu tư chúng ta của các công ty chúng ta. Cũng mong rằng các công ty chúng ta tham gia thì những công ty đó họ cũng đã làm ăn phát đạt và có những kết quả và cho chúng ta trong năm 2023 này. Xin cảm ơn tất cả anh chị em.